Dùng ai chứ chị Bông, xin chào quý cô chú anh chị gần xa đã quay trở lại với em ạ. Mọi người ơi, ngày hôm nay giới thiệu với cả nhà cây nhện Ngọc Toàn. Hôm nay nó nở tương đối nhiều nè cả nhà. Ôi ơi, hoa của nó đúng là thơm, cực kỳ thơm luôn mọi người ơi. Đây cả nhà nhìn nè, nó nở theo bông chẹn chùm 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 như thế này nha. Và đặc biệt nó thơm phức luôn. Và cả nhà ơi, đây em phát hiện được một số cây là kem vàng nè cả nhà. Đó, đây nó một số bông kem vàng nha. Bên đây cũng có. Trên đây cũng có kem vàng nè cả nhà. Đây, đó, kem vàng luôn. Đây cả nhà. Đó, và đặc biệt bông nó rất là thơm nha mọi người, nhìn nè. Nó nở rất là đều, nó bung đều trang luôn cả nhà, mà bông thơm cực kỳ luôn nha. Đẹp quá đẹp luôn. Thì ngày hôm nay em sẽ có hàng cây giống nha cả nhà. Đó, cây gì là cây nhện Ngọc Toàn nha. Đó, loại này em bán giá là 150 một cây. Nếu chúng ta lấy 2 cây, bên em sẽ thêm cho chúng ta 1 cây. Và giá không đổi, tức nghĩa là 3 cây 300 bao ship. Đó. Anh chị nào thích dòng này thì hãy alo cho vườn mai của chị Chè Bông nha cả nhà. Đó là em này đây hả cả nhà ơi. Nhị Ngọc Toàn một mấy ngày hôm nay thì đang hot rần rần luôn đây. Bởi vì cái mặt hoa của nó quá tuyệt vời luôn cả nhà. Thì vừa rồi em có quay cho cả nhà mình xem đó, cây là cây nhị Ngọc Toàn lớn của em. Nó nở hoa rất là đẹp cả nhà ơi. Nụ của nó nở rất là đều, bông của nó rất là đẹp luôn. Thì ngày hôm nay vườn mai nhà em sẽ có giống nhị Ngọc Toàn này, em bao 100% chất lượng và giống cho cả nhà. Cho nên mọi người khi mua hàng bên vườn mai nhà em, mọi người cứ yên tâm. Và em có thêm một cái ưu điểm nữa cả nhà. Hàng nhị Ngọc Toàn này nó rất là dễ tạo nụ nha cả nhà, nhìn nè. Đó, nó nhỏ vậy nè mà nó có một nút hai nút nụ nha. Đó, đây cả nhà ơi, đây đây là ba cây nhị Ngọc Toàn nè cả nhà. Đó, và không phải là ba cây đâu mà số lượng bên vườn em rất rất là nhiều luôn nha. Đó, mọi người muốn mua về lấy bo thì là bao chuẩn giống 100%. Anh chị nào không muốn lấy bo thì mình trồng năm sau mình có thể chơi hoa được nha cả nhà. Rồi, loại này 150 một cây, 2 cây em sẽ thêm 1 và giá không đổi, 3 cây 300, bên em bao ship nha cả nhà.